trình. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ test bộ sáo mới, bộ còi này, còi mini D24 nhé, cùng với sáo, cùng với con diều cờ đỏ sao vàng mới nhé. Diều này vải deep nhé, giá 1 triệu nhân lên đường nhé. Bộ sáo 500, diều vải deep này mình lên nhé. Đây, bộ còi D24 giá 500, mới cứng luôn. Vừa đi sơn về, anh em nó kết vẫn lên được, diều khoảng 1 triệu. Diều full carbon nhé, cả cái bát carbon luôn. Anh em mà mua thì để mình để số điện thoại trong phần video nhé. Gọi đây, miệng thủy nguyên nhé. Chuẩn bị lên rồi nhá, anh em cùng hóng siêu phẩm. Kiểu nét này nẹt luôn, kiểu mới tinh. Đập bộ này kêu khét luôn, mới, mới cứng cựa. Còi này bé bé kêu gắt. Đấy, diều đảo nha, nên thì ngon rồi. Còi bé bé gắt cực kỳ luôn. Ôi, gắt lắm anh em ạ. Diều mình cho hơi chết nhé, nên là hơi đảo. Bộ này đầm kêu khét nẹt luôn. Tiếp theo siêu phẩm còi mới nhé. Bộ này D30. Anh em cùng nghe âm xem thế nào. Kích trước ơi. Nên mới mới tinh mới còi mười kêu cực cắt, giá 400 lên được. Mười như lúc nào về thì nó là lên lên luôn, cứ ra thật. Yeah, yeah. Ok chưa? Tạo phát lên luôn. Còi D30. Bên này mái nhà được, đứng trên mái nhà nhìn nào thoáng khóa nó rõ. Được rất cái. Chân mình đi ơi. Nó lại một ni à. Thà vàng kéo. Không phải tát. Không.
Thứ ngon này nha, mình bắt đầu giúp đại nha. Diều lối lắm. Rất đẹp. Anh em nào mua thì trực tiếp inbox. Còi làm gì ai có 500 thôi. Về tay nhé. Xin chào và hẹn tất cả các bạn trong các video tiếp theo.